Vào lúc 19h50 tối ngày hôm qua ngày 26 tháng 9, chúng tôi có đăng tải một bài viết có tựa đề Chồng mới mất, vợ công khai đi du lịch với trai trẻ, quyết chiếm hàng tỷ đồng cùng siêu xe của mẹ chồng do tác giả Ngân Hà thực hiện. Thông tin trong bài viết được lấy lại từ bài chia sẻ trên trang Facebook có tên Thành Hứa. Tác giả đã mắc lỗi nghiệp vụ lớn khi không kiểm chứng những thông tin này và sử dụng trong bài viết của mình. Bài viết với thông tin thiếu căn cứ, thiếu xác thực đã gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, danh dự cũng như các mối quan hệ của các nhân vật liên quan, đặc biệt là người vợ, bà Thạc Ngọc Kim Mỹ. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các nhân vật trong bài viết cũng như độc giả khi đăng tải những thông tin thiếu xác thực. Bài viết này đã được gỡ bỏ trên trang.